Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC 14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhà rông làng Co Ba, xã Hà Tây, huyện Chư Pa, Gia Lai vừa bị lửa thiêu cháy, gây hư hỏng bộ cồng chiêng và một số tài sản khác. Phản ánh của khán giả Minh Quân có số điện thoại 0396 3 số cuối 421. Không chấp hành đo nồng độ cồn theo yêu cầu, tài xế xe máy còn đạp ngã xe, khiến xăng chảy ra rồi bật lửa gây cháy. Vụ việc xảy ra tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, được phản ánh đến chương trình từ khán giả Bạch Mai, có số điện thoại 0396 3 số cuối 441. Người trồng cây sầu riêng trên địa bàn huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên bị thiệt hại nặng do nắng nóng kéo dài. Phản ánh của khán giả Nhật Minh có số điện thoại 0987 3 số cuối 468. Sau mùa gặt, những cánh đồng biên giới ở huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp lại đón hàng chục con trâu được người dân chăn thả trên đồng. Chia sẻ của khán giả Khánh Quỳnh có số điện thoại 0817 3 số cuối 462. Gặp gỡ người phụ nữ tạo ra nhiều mô hình hay, góp phần chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Chia sẻ của khán giả Thanh Nghĩa có số điện thoại 0942 và số cuối 219. Thưa quý vị, vào trưa mùng 1 tháng 8, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hà Tây, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy nhà rông gây thiệt hại nặng nề. Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, người dân đã phát hiện vụ cháy tại nhà rông làng Co Ba, xã Hà Tây. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hà Tây đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể của xã cũng như lực lượng chữa cháy cơ sở cùng quần chúng nhân dân tham gia chữa cháy. Các lực lượng đã sử dụng 64 bình chữa cháy, huy động nguồn nước từ các khu vực lân cận cũng như toàn bộ phương tiện có thể tận dụng để dập lửa. Tuy nhiên, nhà rông có chất liệu gồm nứa, mái chanh và rất cao nên ngọn lửa được cộng hưởng thêm gió lớn đã bùng phát dữ dội. Dù đã dùng nhiều cách để khống chế nhưng ngọn lửa vẫn bao trùm lên toàn bộ nhà rông. Vụ cháy khiến cho toàn bộ kết cấu của nhà rông bị sụp đổ, các trụ và nền nhà bằng gỗ cũng bị cháy đen. Đặc biệt, một bộ cồng chiêng, một dàn âm thanh cùng một số vật dụng của làng để trong nhà rông cũng bị hư hại nặng. Ủy ban Nhân dân xã Hà Tây và Công an huyện Chư Pa đang phối hợp xác minh nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy. Sáng mùng 1 tháng 8, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục đấu tranh với người đàn ông 36 tuổi, trú ở xã Nam Chính, Đức Linh để làm rõ các hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, người này đã không chấp hành đo nồng độ cồn, còn châm lửa đốt xe. Vào đêm 30 tháng 7, Tổ công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Đức Linh tuần tra trên đường DT766 theo kế hoạch. Khi đến khu vực thuộc khu phố 2, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tổ tuần tra phát hiện tài xế nói trên điều khiển xe mô tô biển số 43N1-79840 không đội mũ bảo hiểm và chở phía sau một cháu bé. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra, người này chấp hành hiệu lệnh dừng xe lại. Trong quá trình tổ tuần tra lập biên bản vi phạm thì tài xế xe máy không chấp hành, liên tục xúc phạm, chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông. Tổ tuần tra yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng tài xế không chấp hành mà tiếp tục chửi bới. Khi tổ tiến hành niêm phong phương tiện thì người này đã có hành vi đạp ngã xe mô tô của mình. Khi lực lượng dựng xe mô tô lên để đưa xe về tạm giữ thì tài xế xe máy tiếp tục đạp ngã xe, làm cho xăng trong bình đổ ra đường. Đồng thời lấy bật lửa trong túi châm lửa làm cho lửa bùng cháy. Lực lượng chức năng đã kịp thời kéo xe mô tô của người vi phạm ra khỏi vị trí lửa cháy, đồng thời tiến hành khống chế, bắt giữ tài xế đưa về cơ quan công an. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ giải quyết vụ tài xế tự làm bị thương, đốt đồ trên ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông khiến nhiều người hoang mang. Trước đó khoảng 14 giờ 30 ngày 30 tháng 7, người đàn ông 45 tuổi trú ở huyện Thạch Thất, Hà Nội lái xe ô tô mang biển số 30E 53005 di chuyển trên đường Vĩnh Khang, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, hướng Đại Áng Ngọc Hồi. Khi đến trước số nhà 103 Vĩnh Khang, xe ô tô do ông này điều khiển xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 33N52800 do người đàn ông 41 tuổi trú ở huyện Thường Tín, Hà Nội cầm lái. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy bị gãy chân phải đi cấp cứu. Đáng chú ý, sau vụ va chạm giao thông, người đàn ông có biểu hiện không bình thường, chạy vào nhà dân gần đó lấy dao tự đâm mình. Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Thanh Trì đã điều lực lượng đến hiện trường vận động, khuyên ngăn nhưng ông này tiếp tục dùng bật lửa đốt quần áo trong xe ô tô. Công an huyện Thanh Trì đã kịp thời dập lửa, khống chế và đưa ông này đến bệnh viện sơ cứu. Theo Công an thành phố Hà Nội, qua kiểm tra, công an xác định tài xế ô tô không có nồng độ cồn trong cơ thể. Hiện sức khỏe của hai người này đã ổn định. Khoảng 11 giờ 45 phút trên quốc lộ 1 phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một container. Trước đó, một thanh niên chạy xe máy mang biển số thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1 hướng cầu vượt Linh Xuân đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Sau khi đổ dốc cầu vượt Sóng Thần thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do hai phụ nữ chở nhau cùng một bé gái. Cả hai xe máy cùng ngã xuống đường, riêng nam thanh niên ngã vào làn ô tô. Lúc này xe container đang chạy đến cán thanh niên tử vong tại chỗ. Ba người còn lại thoát chết. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức và cảnh sát giao thông sau đó đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk luôn nhức nhối nạn cát tặc hoành hành hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát trái phép diễn biến ngày càng phức tạp. Dù chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng liên tục triển khai truy bắt nhưng vẫn chưa thể xử lý triệt để. Tình trạng biết nhưng khó bắt khiến các đối tượng khai thác cát trái phép ngày càng lộng hành và không ngừng rút ruột lòng sông. Một điểm tập kết cát trái phép bên bờ sông Krông Ana, đoạn thôn 5, xã Quyền Hòa Điền, huyện Krông Bông. Từ đây cát sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ. Theo lý giải của chính quyền địa phương, mặc dù nắm được phương thức hoạt động của các đối tượng, nhưng do cách xa khu dân cư, địa hình khu vực rộng, trống trải nên rất khó bắt giữ. Và các đối tượng thì sử dụng các cái thuyền bè nhỏ rất linh hoạt, cho nên là khi mà các lực lượng chức năng đuổi bắt thì các đối tượng thì nó cắt dây và nó di chuyển các phương tiện đi đến các địa phương lân cận, và cái phương tiện đuổi bắt cũng như cái nghiệp vụ đuổi bắt đối với trên sông thì đối với xã thì không đảm bảo, không đủ chức năng này, cho nên cái việc đuổi bắt cũng hết sức là khó khăn. Trước tình trạng cát tặc lộng hành, thời gian vừa qua Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an huyện Krông Bông tổ chức truy bắt, xử lý nhiều vụ việc khai thác cát trái phép. Gần đây nhất đã liên tiếp bắt quả tang 2 vụ khai thác cát trái phép, thu giữ nhiều phương tiện như là thuyền, xe ben, xe múc cùng các đối tượng tham gia. Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra phổ biến tại các địa phương dọc hai bên sông Krông Ana. Cho người gác ở ngoài cổng, rồi ở giữa cánh đồng như vậy thì khi thấy có lực lượng đến là nó thả bè ra sông trôi đi. Cát thì vẫn ở đó là không có người. Rồi cái thứ hai nữa là nửa đêm, gần sáng, ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì họ khai thác rất là rầm rộ. Có những lúc trên một đoạn sông như vậy chỉ có chưa đầy là 2 km mà đến 9 cái bè khai thác cát. Đích thân tôi phải ra tận nơi như vậy gọi xử lý. Thì đến nay thì việc xử lý cũng đã có nhiều cái khởi sắc. Đặc biệt là huyện đã thành lập các đội lực lượng liên ngành, giao trực tiếp cho công an xử lý. Krông Bông là huyện có hơn 80 km đường sông, có gần 23 km được cấp phép khai thác cát cho 3 đơn vị. Đường sông kéo dài trở thành điều kiện lý tưởng cho các đối tượng khai thác cát trái phép, rút ruột lòng sông, thu lợi bất chính. Không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản mà còn gây bức xúc trong dư luận, cần sớm được ngăn chặn và xử lý triệt để. Cây sầu riêng đang dần trở thành cây trồng chủ lực ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên khi mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ nông dân. Thế nhưng vụ mùa năm 2024, thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho cây sầu riêng của nhiều nhà vườn rụng quả với số lượng lớn, dự báo năng suất giảm từ 30 đến 50%. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tìm cách giải pháp để phát triển cây sầu riêng bền vững. Vụ mùa năm 2024, nông dân huyện Sông Hinh tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây sầu riêng và tích cực chăm sóc cây đã ra quả để nâng cao năng suất thu hoạch. Tuy nhiên, tình hình nắng nóng ngay từ đầu năm và kéo dài đến nay đã khiến cho nhiều vườn cây sầu riêng khô lá, rụng quả non. Một số nhà vườn còn bị chết cây hoặc khô héo, có khả năng giảm năng suất thu hoạch trong nhiều năm. Khi bà trái bằng nắm tay rồi bắt đầu khi đó là vừa thời tiết sốc nhiệt vừa là cái đi đọt non á là rụng đồng loạt. Cứ một cây vậy là như năm ngoái là 3 mấy trái 40 trái rồi lại thì 40 trái năm nay được cỡ 20 trái. Gặp thời tiết nắng nóng quá thì nó tháo cây diêm hết. Nhiều vườn là hình như nó tháo hết 80%. Nhiều vườn nhà đây tính là năm nay cũng cỡ 150 tấn nhưng mà cuối cùng còn có 40-50 tấn. Tính đến tháng 6 năm 2024, diện tích trồng cây sầu riêng tại huyện miền núi Sông Hinh khoảng 800 ha, tập trung tại xã Ea3 và chiếm gần 50% tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn. Trong đó có khoảng 300 ha cây sầu riêng đã cho quả từ năm thứ 2 trở lên, còn lại diện tích cây đang trong quá trình phát triển. Hiện tượng cây sầu riêng tại huyện Sông Hinh rụng quả với số lượng lớn đã làm giảm năng suất mùa vụ từ 30 đến 50%. Căn cứ vào cái điều kiện, hầu như thứ nhất là điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng, thứ hai về điều kiện về kinh tế để mà chuyển đổi cơ trồng làm sao cho nó phù hợp với điều kiện của mình. Rõ ràng là ở điều kiện đất đai thổ nhưỡng của E3 thì nó rất là tốt, nó phù hợp tất cả các loại cây trồng. Nhưng về khí hậu, thứ hai nữa là về điều kiện của mỗi hộ gia đình để mà điều kiện chăm sóc. Vùng mà nó không quá phù hợp cho cây sầu riêng hoặc là chúng ta có những cái cây trồng khác, chẳng hạn như cây cà phê là cây trồng chính, thì chúng ta nên phát triển ở cái mức gọi là chúng ta phát triển theo đúng cái khuyến cáo, tức là nếu chúng ta có thể phát triển theo cái hướng trồng sen như thế nào để mà chúng ta có thể vẫn có thu nhập và chúng ta vẫn giữ được cái diện tích cây trồng chính để tránh những cái rủi ro về lâu dài. Với điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay thì rủi ro trong việc trồng trọt là điều khó tránh khỏi, nhất là cây có giá trị kinh tế cao nhưng cũng tốn nhiều chi phí đầu tư như cây sầu riêng. Do vậy, người nông dân khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần hết sức thận trọng và có đánh giá toàn diện, định hướng lâu dài trước khi thực hiện. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tập huấn canh tác, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học để người dân phát triển sản xuất bền vững. Đến hẹn lại lên sau mùa gặt, những cánh đồng biên giới ở huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp lại đón hàng chục con trâu được người dân chăn thả trên đồng. Tận dụng nguồn lúa sót lại sau thu hoạch làm thức ăn, giúp tiết kiệm chi phí trong chăn nuôi. Tại các xã đầu nguồn Thường Thế Hậu A, Thường Phước 1, nơi đón con nước nổi sớm nhất của huyện Hồng Ngự, những cánh đồng vừa được thu hoạch còn sót lại lúa non, những vạt quả xanh, nguồn thức ăn lý tưởng được người dân tận dụng cho đàn trâu bò. Chăn nuôi theo kiểu thả rông giúp người nuôi đỡ tốn công đi cắt cỏ mà còn giúp đàn trâu bò lớn nhanh hơn so với kiểu nuôi nhốt ở trong chuồng. Mỗi ngày từ sáng sớm, từng đàn trâu bò được người dân chăn thả ung dung di chuyển tìm những vạt cỏ xanh, lúa non để làm thức ăn, tạo nên một bức tranh bình dị nơi miền sông nước. Việc tận dụng các bờ cỏ, lúa chết trên những cánh đồng đã thu hoạch lúa xong để chăn trâu, thả bò không chỉ giúp người nông dân giảm được chi phí đầu tư mua thức ăn, đỡ vất vả trong việc đi cắt cỏ mà còn giúp đàn vật lớn nhanh hơn, mau xuất bán hơn, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân vùng biên giới. Tuy nhiên, thời gian chăn thả trâu, bò chỉ kéo dài từ 1 đến 3 tuần trước khi con nước tràn đồng. Nhưng cánh đồng biên giới phơi mình trong nắng chờ con nước nổi, hàng chục đàn trâu, bò thư thả ngậm quả non. Hình ảnh này khiến ai bắt gặp đều cũng đau đáu về một miền ký ức mùa len trâu xưa. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tập hợp hỗ trợ chăm lo cho phụ nữ, thời gian qua chị Thái Thị Mỹ Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã đề xuất thành lập nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả, được nhân rộng, góp phần chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của Tổ phụ nữ người Hoa ở phường 1 thành phố Sa Đéc. Đầm ấm, hạnh phúc đã được duy trì đều đặn hàng quý trong suốt 4 tháng qua. Theo đó, gần 20 thành viên của tổ rất hào hứng khi tham gia sinh hoạt. và nơi đây đã trở thành điểm hẹn để các cô, các chị em phụ nữ người Việt gốc Hoa sinh sống ở Sa Đéc gặp gỡ, trao đổi những thông tin hữu ích trong cuộc sống. Chúng tôi được phổ biến rất là nhiều, kể cả là về bên mặt chính quyền thì cũng có rất nhiều đoàn thể họ đến đây để họ chia sẻ, tham gia rất là vui, coi như là cùng quan tâm lẫn nhau, rất là tốt, rồi hiểu biết nhiều hơn, thân tình hơn. Bởi vì nếu mà mình đến từng nhà thì nó sẽ không có tiện đâu, mà lâu lâu 3 tháng chúng ta tụ họp lại với nhau, có vui buồn chia sẻ, rồi trong gia đình có cái gì cũng có thể tâm sự với nhau, phải nói là rất là tốt. Chúng tôi rất là cố gắng duy trì. Còn căn nhà trọ này là nơi tá túc của gia đình chị Nguyễn Thị Hằng. Lập gia đình ở tỉnh An Giang, phải thuê trọ thành phố Sa Đéc để đi làm, kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhờ được tham gia vào tổ phụ nữ ở nhà trọ, chị Hằng được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 sẽ hỗ trợ vay vốn 30 triệu đồng. Cũng nhờ tham gia tổ phụ nữ thì nhờ cho giúp đỡ cho chồng với vốn là 30 triệu thì cũng làm ăn, rồi lo té ra tiền ra lo cho con. Ngoài phần vốn không, rồi còn nhờ cấp học bổng cho con là tiền, rồi tập vở, sách vở, rồi Tết quà cáp. Trên đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 triển khai trong thời gian vừa qua, mang lại hiệu quả. Tích cực nhất là vai trò của chị Thái Thị Mỹ Trâm. Với 10 năm gắn bó với công tác phụ nữ, chị Trâm còn đề xuất thành lập nhiều mô hình khác rất hay như mô hình thùng rác hộ gia đình, đoạn đường ba sạch, tổ phụ nữ Phật giáo, tổ phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, tổ phụ nữ từ thiện. Và thông qua các mô hình này đã góp phần chăm lo cho hội viên, trong đó có những phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi. Trong thời gian qua, chị Thái Thị Mỹ Trâm đã đề ra nhiều cái mô hình nổi bật và tiêu biểu để tập hợp phụ nữ trên địa bàn phường 1. Chị cũng có nhiều cái ý tưởng phù hợp với cái tâm tư nguyện vọng của chị em phụ nữ trên địa bàn của phường. Thì với những đóng góp của chị Thái Thị Mỹ Trâm trong thời gian qua thì hoạt động hội và phong trào phụ nữ luôn là đơn vị tiên phong, tiêu biểu và đóng góp tích cực vào phong trào của phụ nữ thành phố. Khi các mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 được thành lập và được nhân rộng thì bản thân tôi và tập thể chị em trong ban chấp hành phụ nữ phường 1 rất là vui, giống như là chúng tôi đã truyền tải được một cái thông điệp có giá trị vào trong cuộc sống, là một cái động lực cho chúng tôi phát triển. Chúng tôi coi như là phải cống hiến hơn nữa, chúng tôi phải cố gắng để mà hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, bằng nguồn tiền hỗ trợ của các doanh nghiệp và các tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức cất mới, sửa chữa 12 căn nhà mái ấm tình thương, trao tặng gần 300 suất học bổng cho học sinh nghèo, trên 1.000 phần quà trao tặng cho các gia đình phụ nữ nghèo khó khăn và bệnh tật. Với những đóng góp tích cực trong phong trào công tác của hội, những năm qua chị Thái Thị Mỹ Trâm đã được các cấp từ trung ương đến địa phương tặng được nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt năm 2023, chị là phụ nữ duy nhất ở Sa Đéc vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, vinh danh là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và 5 năm liền đều đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Trưa ngày 1 tháng 8, tin từ Ủy ban nhân dân xã Hà Tây, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nhà rông gây thiệt hại nặng nề. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện vụ cháy tại nhà rông ở làng Co Ba, xã Hà Tây. Vụ cháy đã khiến toàn bộ kết cấu của nhà rông bị sụp đổ, các trụ và nền nhà bằng gỗ cũng bị cháy xám đen. Đặc biệt, một bộ cồng chiêng, một dàn âm thanh cùng một số vật dụng của làng để ở trong nhà rông cũng bị hư hại nặng. Phản ánh từ khán giả Minh Quân, số điện thoại 0396 và số cuối 421. Sáng ngày 1 tháng 8, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục đấu tranh với người đàn ông 36 tuổi, trú tại xã Nam Chính, Đức Linh để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó người này đã không chấp hành đo nồng độ cồn, lại còn châm lửa đốt xe. Phản ánh từ khán giả Bạch Mai, số điện thoại 0396 3 số cuối 441. Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Trì đang củng cố hồ sơ giải quyết vụ việc tài xế tự làm bị thương, đốt đổ trên xe ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông khiến nhiều người hoang mang. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, người đàn ông 45 tuổi trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, lái xe ô tô biển kiểm soát 30E53005 di chuyển trên đường Vĩnh Khang thuộc xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì theo hướng Đại Áng Ngọc Hồi. Đến trước cửa nhà số 103 Vĩnh Khang, xe ô tô do người điều khiển va chạm với xe máy biển kiểm soát 33N52800 do người đàn ông 41 tuổi trú tại huyện Thường Tín cầm lái. Vụ tai nạn đã khiến người đi xe máy bị gãy chân, phải đưa đi cấp cứu. Phản ánh từ giả Minh Thư, số điện thoại 0871 3 số cuối 524. Khoảng 11 giờ 45 phút trên quốc lộ 1 thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy và một xe container. Trước đó, một thanh niên chạy xe máy biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh trên quốc lộ 1 hướng cầu vượt Linh Xuân đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Sau khi đổ dốc cầu vượt Sóng Thần thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do hai phụ nữ chở nhau cùng một bé gái. Cả hai xe máy cùng ngã xuống đường, riêng nam thanh niên ngã vào làn xe ô tô. Lúc này xe container đang chạy đến cán thanh niên này tử vong tại chỗ, ba người còn lại may mắn thoát chết. Phản ánh từ giả Thanh Hương, số điện thoại 0938 mã số cuối 552. Những năm gần đây trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk luôn nhức nhối nạn cát tặc hoành hành, hoạt động khai thác vận chuyển mua bán cát trái phép diễn biến ngày càng phức tạp. Mặc dù cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên tục triển khai truy bắt nhưng vẫn chưa thể xử lý được hết triệt để. Tình trạng biết nhưng khó bắt khiến các đối tượng khai thác cát trái phép ngày càng lộng hành và không ngừng rút ruột lòng sông. Đường sông kéo dài trở thành điều kiện lý tưởng cho các đối tượng khai thác trái phép, thu lợi bất chính. Điều này không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản mà còn gây bức xúc trong dư luận, cần sớm được ngăn chặn và xử lý triệt để. Phản ánh từ khán giả Thanh Mai, số điện thoại 0366 30421. Sầu riêng dần trở thành cây trồng chủ lực ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, khi mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ nông dân. Thế nhưng, vụ năm 2024, thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho cây sầu riêng của nhiều nhà vườn rụng quả với số lượng rất lớn, dự báo năng suất giảm từ 30 đến 50%. Hiện tại chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tìm các giải pháp để phát triển cây sầu riêng bền vững. Phản ánh khán giả Nhật Minh, số điện thoại 0987 3 số cuối 468. Tại các xã đầu nguồn Thường Thế Hậu A, Thường Phước 1, nơi đón con nước nổi sớm nhất của huyện Hồng Ngự, những cánh đồng vừa được thu hoạch còn sót lại lúa non và những vạt cỏ xanh. Đây là nguồn thức ăn chính được người dân tận dụng cho đàn trâu bò. Mỗi ngày từ sáng sớm, từng đàn trâu bò được người dân thả ra ung dung di chuyển, tìm những vạt cỏ xanh và lúa non để làm nên thức ăn, tạo một bức tranh bình dị nơi miền sông nước. Việc chăn thả trâu trên đồng cũng giúp người nông dân tiết kiệm được chi phí khi tận dụng nguồn thức ăn có sẵn. Tuy nhiên, thời gian chăn thả chỉ kéo dài từ 1 đến 3 tuần. Trước khi con nước tràn đồng, trâu sẽ được dẫn về chuồng. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnghinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.